Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 80. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Fallout Fresh. Yes. Ok. 12 giờ đêm, ngày đầu tiên. Đây là những tựa game coi nha. Mình đã lọc ra. Và đây là những tựa game rất là hay. Ở tựa game Fallout Fresh 1 này thì nó sẽ có hai cánh cửa. Và đây thì sẽ có những chiếc ca. Các bạn sẽ coi nhà làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào ngôi nhà các bạn. Hello. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Rất nhiều căn phòng. I actually worked in that office before you. Ở đây thì rất là tối luôn. Rất khó nhiều. Gấu vào trong này thì rất khó nhiều các bạn nhé. Các bạn sẽ phải xem cử chỉ của con gấu nó sẽ như thế nào. Và nếu các bạn để lâu thì các bạn có thể nhìn con gấu trực tiếp tại chỗ này. Nó sẽ xuất hiện tại đây. Mình sẽ đóng cửa. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Này chắc là cùng căn phòng với nhau. Vừa xuất hiện một cái gì đó. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode. Đó, tôi coi nhà, làm sao càng lâu thời gian càng tốt. Locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe. You know. Vừa nãy mình vừa thấy con rắn xuất hiện. Vừa giờ đã không thấy đâu rồi. The night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. Đó, các bạn cứ coi như thế. Và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ hai, Fallout Fresh 4, Fresh 2. Okay, you win. Yes. Have wanted. 12 giờ đêm, ngày đầu tiên. Ok, vào tựa game này nếu mà có con gấu nó vào trong này rồi, các bạn có thể chui vào trong đây. Đây là nơi các bạn có thể chui vào để tránh con gấu nó sẽ cắn các bạn. Và đây là ba căn phòng. Ba đường, đường 1, đường 2 và đường 3. Còn đây là cam ở ngoài nhà các bạn. Ở tựa game Fallout Fresh 2 này thì nó có thêm flash. Các bạn có thể bật và soi sáng. Xoay sang những chỗ tối này. Và để xem con gấu nó sẽ vào trong đấy không. Okay. Ở đây vẫn chưa có gì. Thường thì những con gấu nó sẽ xuất hiện vào tầm từ 3 giờ sáng trở lên. Hiện tại thì đang là 12 giờ đêm và đã chuyển sang 1 giờ đêm rồi. Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Các bạn dùng đèn flash đi không? Thì nó sẽ đây. Pin ở đây. Khi các bạn ấn vào cái này thì nó sẽ tụt pin rất là nhanh. Cho nên các bạn chỉ nhấp nháy thôi để xem có con gấu nào không. The robots were never given a proper night mode.
So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary office is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot saying he was an endoskeleton without his costume on. Hai giờ đêm rồi. Đó, các bạn cứ coi như vậy nhá. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tiếp tựa game thứ 3, Fly Up Fresh 3. Let's go. Và tựa game này thì nó có một cái đặc biệt hơn, đó chính là ví dụ các bạn nghi ở chiếc cam nào có con gấu xuất hiện, các bạn có thể bật cái leo đi không, nó sẽ tạo tiếng kêu và lúc đó con gấu nó sẽ chạy, bởi vì khi có tiếng kêu thì nó sẽ giật mình và nó chạy đi. Ở đây thì có rất nhiều cam, đôi 4, 6, 8, 10, và ở đây ở cam ngoài trời, cam ngoài nhà, đôi 4, 5, tất cả là 15 cam tất cả. Cam ngoài nhà, ngoài đường các bạn ơi. Đây là những chiếc cam của ngôi nhà này. Nó rất là khó nhỉ. Các bạn có thể coi ở ngoài nhà một lúc, sau đó là các bạn sẽ vào trong coi ở nhà trong để xem con gấu nó đi từ đường nào. Và các bạn càng coi nhanh thì con gấu nó sẽ không xuất hiện. Còn khi các bạn mà để nguyên, nếu các bạn chỉ cần để nguyên tầm từ 1 giờ đến 3 giờ thôi, để nguyên đi ngay, thì lúc sau con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn ơi. Ok. Rồi, mình sẽ vào trong. Giờ đêm rồi. Đó, ok. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ 4 nha. Fortnite Fresh 4. Tựa game này thì đã làm thành 3D, rất là đẹp. Và tựa game này thì coi dễ hơn. Đó chính là các bạn chỉ cần coi 3 căn phòng và một phòng ngủ các bạn đó là 4. Thì 3 căn phòng là chủ yếu, còn khi nào mà có gấu xuất hiện thì nó sẽ nằm ở trong phòng ngủ. Ok. Đầu tiên vào new game, đầu game thì nó sẽ như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu. Let's go. Đêm đầu tiên. Ở đây có 3 phòng, căn phòng thứ nhất, cửa thứ hai và cánh cửa thứ ba. Và đây là phòng ngủ của các bạn. Ok. Thì mình thì thường thường nếu mà chơi để mà tránh gấu xuất hiện thì thường thì mình sẽ đóng cửa. Đó thì mình sẽ bật đèn flash. Và ở đây cũng vậy. Đóng cửa bật đèn flash. Các bạn để nguyên, các bạn không động gì, chỉ trong vòng 2 tiếng thôi là rất nhiều gấu sẽ vào trong cái giường ngủ của các bạn đây. Và nó sẽ ngồi cạnh con gấu này.
và khi đến lúc đầy đủ con gấu thì các bạn sẽ bị nó cắn chết. Nó ngồi y hệt con gấu này luôn. Các bạn chỉ cần đứng nguyên, không cần động gì cả. Tầm 1 giờ cho đến 2 giờ rồi đến 3 giờ. Lúc sau các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Và các bạn cũng để nguyên luôn. Ok, đang có tiếng gấu kêu. Rồi, mình sẽ bắt đầu vào đây. Đóng cửa, bật đèn flash đây. Các bạn chỉ cần nớ đãng một lúc thôi là đương nhiên là chắc chắn sẽ gấu sẽ vào. Và mình sẽ kiểm tra ở trong phòng ngủ xem có gì không. Vẫn chưa có gì. Rồi, các bạn hãy để nguyên tầm đến 2 giờ xem. Hai giờ rồi, mình sẽ đợi một chút nữa. Vẫn chưa có con nào. Từ hôm nay thì các bạn không phải mất một tí gọi là mất kiểu như đèn flash mà hết pin hay gì cả. Chỉ có điều là các bạn muốn chơi tựa game này càng lâu thì các bạn có thể coi nhà càng nhanh. Ấn vào từng cánh cửa, sau đó thì sẽ đóng cửa với bật đèn flash lên, tạo tiếng động để cho con gấu nó sợ và nó chạy đi. Vẫn chưa có con nào. Đó, chỉ cần một lúc nữa thôi là gấu sẽ vào ngay. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Fly a Fret. Ok, mình sẽ chọn là anh chàng nào đây. Ở đây thì có rất nhiều nhá. Fly 1 này, Fly 2, Dark Room, Bat and Shiva. Mình sẽ chọn anh chàng này đi. Ok. Continue. Welcome back to Parts and Service. Oh no. It looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Cái này đúng như một chiều không gian 3D. Các bạn có thể nhìn xung quanh. Có tiếng kêu. Chỗ này rất là tối, không có gì. Rất là sợ hãi luôn. Các bạn có thể chọn cái này hoặc các bạn có thể quay lại. Exit, yes. Rồi, sau đó các bạn có thể chọn Fret 2 xem. Ở đây các bạn có thể coi nó có rất nhiều ở trong cái Fly a Fret này thì nó gồm 4
thứ Fret 1, Fret 2 và cái vừa rồi mình chơi vào một cái nữa. Thì Fret 1, Fret 2 là các bạn sẽ coi những chiếc cam trên TV. Một cái này thì nó bé quá thì các bạn có thể zoom lại gần một chút và các bạn xem. Đây là chiếc đèn sáng ở trong căn phòng các bạn. Line này là sáng ở bên xung quanh. Đèn này, ok, vẫn sử dụng bình thường. Đó, các bạn zoom lại gần. Ở đây là 12 giờ đêm, đồng hồ. Đó, các bạn có thể bật đèn này trong cái cam này, cam 6 lên. Ok. Đây là tiếng kêu. Có một tiếng kêu ở đây. Ok, so. Và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. So lắc đây. New game. I want you for the last. Night one, đêm đầu tiên. Hello, my name is Bo. I'm the CEO of Zulax Inc. Welcome to Zulax Incorporated. Tựa game này thì cũng giống như Fallout Fresh 1, 2, 3, 4. Cũng là các bạn phải coi những chiếc cam này. Ở đây thì có tất cả là 12 chiếc cam. À 15 chiếc cam. Và cái này thì nó nét hơn là những cái cam trong Fallout Fresh. Những cái điều nó hơi ảo theo kiểu tựa game 3D. Và các bạn sẽ phải coi làm sao để tránh gã hề vào trong ngôi nhà các bạn. Rồi, bạn có thể bật và nhìn xung quanh xem có gì không. Khi mà chẳng may có tiếng động ở đây, các bạn sẽ bật nước chỗ này. Cái này thì mình vẫn chưa biết nó là cái gì. Rồi, lại kiểm tra cam tiếp thôi. Tiếng kêu, ông ta đã xuất hiện ở đâu đó. Nhưng phải đây không? Wow, nhìn đây rồi. Theo mình nghĩ chắc chắn là đây. Cam 6 này. Nhìn rất khiếp luôn, không biết là con vật gì. Cam 18 này bị lỗi rồi. Ở đây tôi có tất cả 20 cam cơ. 21 cam. Miss apps. Ở một server. Đó các bạn cứ coi nhà thôi. Và đã 3 giờ đêm rồi. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Night One. Đây là một tựa game mà các bạn dùng cam để theo dõi một gã như kiểu ở Halloween đã ta xâm nhập vào ngôi nhà này. Và mình cũng không biết là gã ta xuyên được vào ngôi nhà này làm gì. Thì các bạn sẽ phải dùng cam này để theo dõi gã ta sẽ vào làm gì. Đây, gã ta đây. Nhìn rất là kinh khủng. Các bạn muốn gã ta đi nhanh, các bạn có thể chuyển sang cam khác. Sau đó thì gã ta sẽ đi. Đó, gã ta đã bắt đầu vào trong nhà. Và mình sẽ dùng chiếc cam trong nhà đây. Chỉnh để xem. Sau đó thì mình sẽ chuyển sang cam khác để cho bạn ta đi nhanh. Bạn ta
ta đã vào trong sâu rồi. Đến tận đây rồi cơ mà. Oh my god. Đó các bạn cứ coi. Và xem các ta vào từng căn phòng đó để làm gì, để lấy những món gì. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Pick up from the Slenderman. Ông ta đã xuất hiện ở căn phòng. Chiếc cam này ông ta lại đi rồi. Mình sẽ xem ông ta đi đâu nữa. Các bạn sẽ coi Slenderman không em. Fisher, wow wow wow. Ông ta lại ở đây. Ông ta lại đi rồi. Ông ta có đập đột nhập vào trong không? Lại đi luôn. Wow, ông này thoát ẩn thoát hiện, sợ thật. Đó, cách chơi tựa này cũng rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ soi 5 chiếc cam để xem ông ta sẽ làm gì và ông ta đi đâu. Và đây là cái nền là nhiệm vụ của các bạn. Ok. Ông ta đã xuất hiện ở cam 1. Lại đi luôn. Rồi ok. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.